Hello mọi người, lại là Ti đây. Hôm nay mọi người cùng theo chân Ti đi makeup cho cô dâu nha. Hôm nào đi makeup cho cô dâu thì đều dậy rất là sớm, dậy để soạn lại đồ nè, tranh thủ skin care nữa. Và việc làm đầu tiên của Ti mỗi buổi sáng thức dậy đó chính là dưỡng da. Chia sẻ mọi người là dạo gần đây Ti chăm dưỡng da lắm luôn á, quên ăn quên ngủ được chứ không bao giờ quên dưỡng da nha. Vì lần trước đi soi da với khám da, bác sĩ nói là da Ti đang lão hóa rất là nhanh, cho nên sau lần đó về là Ti chăm dưỡng da lắm luôn mọi người. Giờ này mới 3 giờ sáng á, buồn ngủ lắm luôn á. Cho nên mỗi lần mà đi makeup cô dâu lúc nào Ti cũng thủ sẵn một ly cà phê đen đá trong tủ lạnh, trời, uống vào một phát là tràn đầy lại năng lượng mọi người. Truyền cho mọi người một miếng năng lượng buổi sáng nè. Và việc làm tiếp theo đó là Ti sẽ kết nối điện thoại cùng một chiếc loa, sau đó sẽ bật những cái bài hát mà Ti yêu thích vào buổi sáng. Cái này Ti thấy rất là hiệu quả để bắt đầu một ngày mới mọi người, vừa skincare nè, vừa nghe những bài hát mà mình yêu thích rồi nhẩm theo lời của bài hát nữa. Và ok, bây giờ Ti sẽ bắt đầu quá trình skincare vào mỗi buổi sáng của Ti. Đầu tiên là cài cái tóc mái lên rồi tính gì tính. Trời ơi, xui ghê luôn mọi người, hôm qua không biết rửa mặt làm sao mà bị rớt cái khuyên. Chú tranh thủ làm cô dâu xong sẽ ghé tiệm nhờ mấy bạn bấm lại. Tính ra sổ khuyên chân mày nó lâu lành lắm luôn á, tính ra cũng 4 tháng rồi mà chưa lành nữa. Ok, quay lại quá trình skincare cái nè. Đầu tiên Ti sẽ làm sạch da bằng sữa rửa mặt của Sunbaby kết hợp cùng một chiếc máy rửa mặt để làm sạch sâu hơn. Em này là một dòng sữa rửa mặt mà Ti đang yêu thích gần đây và cũng sử dụng thường xuyên nhất. Tại vì da Ti là da dầu, một buổi sáng dễ đổ dầu rất là nhiều. Mà mọi người cũng biết dầu là một trong những nguyên nhân gây bít tắc lỗ chân lông, từ đó hình thành ra mụn. Từ lúc mà xài em sữa rửa mặt này của Sunbaby, da Ti đỡ dầu hẳn luôn mọi người. Ti rất là thích cảm giác mỗi lần rửa mặt xong, tại vì mỗi lần rửa xong da rất là sạch, các bụi bẩn trên da là chất nhờn được loại bỏ hoàn toàn luôn. Thành phần trong sản phẩm có chứa pHa giúp làm sạch nhưng mà vẫn đảm bảo là làm dịu da. Đồng thời trong sản phẩm còn chứa thành phần AHA giúp loại bỏ các tế bào chết trên da, surfactant hay còn gọi là chất hoạt động bề mặt giúp tạo bọt cho sản phẩm. Có nguồn gốc từ thiên nhiên cho nên mọi người an tâm là không bị kích ứng da nha. Những bạn nào mà da nhạy cảm cũng có thể xài được luôn. Như da Ti rất là dễ kích ứng cho nên rất là kén sữa rửa mặt tạo bọt. Ti xài qua rất là nhiều sữa rửa mặt tạo bọt luôn á. Sạch sâu thiệt nhưng mà rất là dễ bị kích ứng. Còn riêng em này thì mọi người an tâm nha. À, mọi người nên kết hợp sản phẩm cùng một chiếc máy rửa mặt để đạt được hiệu quả cao hơn. Vừa rửa mà vừa massage như thế này là đảm bảo da được sạch sâu hơn. Tiếp theo thì Ti sẽ rửa mặt lại bằng nước sạch. Mọi người để ý da Ti sau khi rửa là rất là sạch và mịn tưng à. Da vẫn còn độ ẩm mà không bị khô chút nào. Đây cũng là một trong những điểm mà Ti rất là thích ở sản phẩm này. Kế tiếp là Ti sử dụng sản phẩm toner của hãng luôn. Trong sản phẩm có chứa hàm lượng tinh chất chàm trà rất là cao, giúp cải thiện tình trạng da dầu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Và cách sử dụng toner Ti thấy hiệu quả nhất đó là mọi người dùng một cái miếng bông tẩy trang, sau đó cho một lượng sản phẩm vừa đủ lên. Ti thấy cách này hiệu quả hơn nhiều so với việc mọi người dùng tay cho sản phẩm trực tiếp lên da. Ngoài công dụng chính đó là giúp da cải thiện tình trạng dầu, em này còn giúp phục hồi da nè, giúp da khỏe mạnh hơn. Dùng tay Ti massage, mọi người làm cách này thì sẽ giúp dưỡng chất thấm sâu vào da hơn. Và mọi người nhớ là ở mỗi bước thì mọi người nên bỏ một ít thời gian để mọi người massage nè, hoặc đợi một tí để sản phẩm kịp thẩm thấu, sau đó mọi người mới di chuyển ở bước tiếp theo, đừng có nóng vội nha. Và bước tiếp theo Ti sẽ sử dụng sản phẩm AHA, PHA, PHA Miracle Serum của Sunbaby luôn. Cái này là hãng gửi tặng Ti nguyên một bộ luôn á. Ti sử dụng thì thấy rất là hợp với lại hiệu quả trên da Ti, cho nên là sẵn tiện share mọi người luôn, đặc biệt là những bạn nào mà đang bị tình trạng da giống Ti nha. Da Ti hiện tại là da dầu và rất là dễ lên mụn. Em này là một tinh chất đặc trị mụn được kết hợp từ tinh dầu thực vật và tinh dầu thiên nhiên, giúp khoa ẩm hai lớp và cân bằng độ dầu ẩm trên da. Cái cảm nhận rõ nhất mà sản phẩm đem lại trên da Ti á, là những cái đốm mụn đỏ mà xương trên da Ti á, nó xẹp rất là nhanh, không để lại thâm một chút nào luôn. Thêm một điểm cộng ở sản phẩm này đó chính là sản phẩm không đem lại tình trạng bết dính trên da, ngược lại thấm rất là nhanh trên da luôn. Sản phẩm được thiết kế rất là tiện lợi mọi người. Mọi người chỉ cần bóp nhẹ là sản phẩm được lấy lên một cách rất là dễ dàng. Cái lượng sản phẩm lấy lên cũng vừa đủ trên da nữa. Đầu tiên Ti sẽ chia sản phẩm đều trên da, hai má nè, trán, mũi và cằm. Sau đó Ti sẽ dùng tay Ti thoa đều sản phẩm ra, kết hợp dùng tay massage theo chiều nâng lên. Cái này sẽ giúp sản phẩm được thẩm thấu một cách rất là hiệu quả, đồng thời làm cơ mặt của mình không có bị chảy xệ nữa. Cái tip này thì học lóm từ mấy bạn bên nước ngoài mọi người, siêu hiệu quả luôn, mọi người nên áp dụng nha. Không quên thoa một chút ngay phần da cổ nữa. Đây mọi người đẩy chiều xéo xéo ngay phần cằm nè, phần má nè. Mọi người cứ kiên trì làm đều mỗi ngày cho Ti là đảm bảo là mọi người sẽ cảm nhận được. Bước kế tiếp thì sử dụng sản phẩm AHA, PHA, PHA Miracle Cream. Đây là một loại kem dưỡng dành riêng cho da mụn, chứa hàm lượng cao chiết xuất Centella Asiatica, giúp giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây tổn thương da. Ngoài ra còn củng cố hàng rào bảo vệ da. Cái chất kem của em này dạng thạch đó mọi người. Do cái kết cấu của sản phẩm cho nên lúc đầu trước khi dùng Ti cứ nghĩ em này rất là khó thấm trên da, nhưng mà khi mà Ti thoa một lớp trên da thì thấy là em này thấm rất là nhanh luôn, không để lại bất kỳ một cái cảm giác bết dính nào hết. Tuy là dạng thạch nhưng mà kết cấu này rất là mỏng nhẹ. Mọi người có để ý không, Ti thoa tầm 5 đến 10 giây là sản phẩm thấm hết vào da rồi nè. À quên nói mọi người là tất cả sản phẩm có cái mùi hương rất là dễ chịu luôn, nó rất là tự nhiên dịu nhẹ lắm luôn á. Đầu tiên Ti sẽ chia sản phẩm đều trên da ở 5 điểm là hai bên má, cằm, trán và mũi, tương tự như bước serum mọi người vừa thoa vừa massage để một lần nữa sản phẩm thẩm thấu một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Riêng bước kem dưỡng này thì mọi người dùng tay mọi người áp sát vào mặt cho Ti như thế này nè, cả vùng cổ nữa. Uống thêm một ngụm coffee để cho tỉnh táo cái nè. Và bước cuối cùng kết thúc quá trình skincare mỗi buổi sáng của Ti đó chính là bước kem chống nắng, một trong những bước rất là quan trọng luôn. Mọi người dưỡng da kỹ thì mọi người phải chống nắng kỹ cái nha, đặc biệt là những bạn nào mà hay làm việc ở ngoài trời giống Ti nè. Ti thì lúc nào Ti đi cô dâu Ti cũng phải ra ngoài trời Ti dặm hết á, nên cái việc mà tiếp xúc với ánh mặt trời rất là thường xuyên luôn. Trên ngoài việc thoa chống nắng thật là kỹ thì còn che chắn rất là cẩn thận, mũ nón áo khoác nè, cả bao tay nữa. Và cuối cùng cũng đã xong quá trình skincare mỗi buổi sáng của Ti đó, chỉ mất tầm khoảng 10-15 phút mỗi ngày thôi. Da sau khi được dưỡng và che chắn cẩn thận thì mới an tâm đi làm nè. À quên, thoa nhẹ một lớp son dưỡng nữa chứ. Và xong, bây giờ Ti sẽ tranh thủ Ti qua Ti soạn lại cái cốp makeup, kiểm tra một lần nữa thật là kỹ trước khi đi làm nè.
Là trước đó Ti đã soạn sẵn rồi nhưng mà vẫn coi là một cái cho nó an tâm. Đây là người bạn đồng hành cùng Ti ở mỗi chuyến đi makeup cho cô dâu. Có cái cốp mà Ti soạn đi mấy lần luôn mọi người. Thôi giúp cái bỏ cái này cái kia vô. Tại vì tính Ti là thừa đỡ hơn thiếu, vì vậy là cái cốp bự chà bá. Nhiều lúc bỏ vô nhiều đồ quá cho nên đóng lại không có được. Thì cô dâu nên là đặt Ti makeup cho cả người nhà cô dâu và chú rể. Vì vậy là team của Ti chia thành hai team, Ti là bên team cô dâu, còn bên kia là bên team chú rể. Lúc này đang đợi bắt grab nè mọi người. Vì chứ Ti sợ nắng lắm á, cho mọi người thấy lúc nào ra đường Ti cũng mang một cái áo khoác hết á. Che chắn thật là cẩn thận để bảo vệ da nữa, chứ không phải là thoa chống nắng rồi. Đây là trên học viên của Ti, cũng là chuyên viên làm tóc mới. Thì từ nhà Ti qua khách sạn cô dâu tầm 10 phút thôi. Và cuối cùng cũng đã có mặt tại khách sạn cô dâu đang ở. Tại vì cô dâu thuê khách sạn để quay đó mọi người. Còn chút đã là sẽ đã nha. Đầu tiên trước khi makeup là Ti sẽ vệ sinh da cũng như là dưỡng da thật là kỹ cho cô dâu. Và bước này là Ti sử dụng toner của Sunbaby. Đây cũng là một trong những bảo bối mà Ti mang theo khi đi makeup cô dâu mọi người. Sản phẩm vừa có công dụng làm sạch sâu da nè, vừa loại bỏ những tế bào chết nè, vừa cấp ẩm nữa. Cho nên sau mỗi lần sử dụng sản phẩm là Ti cảm giác là đánh nền rất là mướt luôn, nền mịn tưng nha mọi người. Trước đó là Ti đã dùng một cái bông tẩy trang, Ti cho sản phẩm lên Ti lau nhẹ rồi. Còn bây giờ là Ti sẽ dùng tay Ti vỗ nhẹ để sản phẩm được thẩm thấu hơn. Bạn nào mà hay makeup nhiều cũng như là đang làm nghề makeup á thì nên thủ sẵn một chai này trong cốp, vừa dùng cho mình mà vừa dùng được cho khách nữa. Đây mọi người để ý là da đủ độ ẩm á cho nên đánh nền là rất là mướt. Và sau gần 2 tiếng makeup làm tóc thì bây giờ mọi người cùng xem là thành quả nha. Đây là mặt mộc của cô dâu của Ti hôm nay. Cô dâu có yêu cầu Ti hôm nay là phần makeup phải trẻ mà sang. Và cha da, đây là tổng thể phần lột xác cho nàng dâu của Ti hôm nay. Một phong cách cho cô dâu tiệc tối rất là trẻ và sang theo yêu cầu của cô dâu. Rồi makeup xong cô dâu tươi hẳn luôn mọi người. Nên lại cho cô dâu xem, cô dâu cũng rất là ưng phần makeup này. Còn bây giờ Ti sẽ cho cô dâu ra ngoài nắng thì sẽ quay cho mọi người cận cái phần makeup nha. Đây mọi người có để ý lớp nền không? Ăn tiền ở makeup cô dâu là điểm này mọi người. Làm sao làm lớp nền với thật là đẹp và thật là mướt khi lên sân khấu lẫn ở ngoài. Còn riêng phần tóc thì Ti chỉ búi sơ lên thôi, chưa có tạo kiểu gì hết á. Tại vì để cô dâu quay phim chụp hình ở khách sạn thì chút nữa khi di chuyển ở nhà hàng á Ti mới tạo kiểu tóc lại. Trước khi đi là Ti sẽ check lại cái phần makeup có lên hình với lại lên video nó có bị nhạt quá không. Nếu nhạt quá thì canh dặm thêm. Mình làm nhẹ nhẹ mình canh mình thêm nó dễ, chứ mà lỡ làm đậm quá khó xử lý lắm. Và đây là hiện trường tại nhà hàng, các chuyên viên đang làm tóc cho người nhà. Thế thì Ti tranh thủ vào phụ mấy bạn luôn. Và cuối cùng cũng đã kết thúc một ngày làm việc thật là vất vả. Bye mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye.